không anh cô đơn trong chính căn nhà vừa rời anh đang như ta rốt đông đây em đã đâm ra anh mà người vậy tại sao lại có buông ra ra chân vào những nỗi lo lầm và rồi cô dưng người dễ buông ta cho anh mất em rồi trong lòng anh cho bao nhiêu như mơ và cơn mơ nhẹ nhàng chăm vô qua tay mà yêu thương nào đâu
đâu hay. Vì em bây giờ bên ai, anh ngừng đôi môi ôm đắng cay. Có lúc muốn quên đi, xưa lúc mất hàng mây anh đã cố lâu khô. Giờ lúc cũng em đây, chẳng lẽ do ai chẳng phải anh mô. Hai ta bước qua nhau, bao khắc qua màu, yeah. Sao không nói nên câu, cho vì dưới đêm thâu. Và thế là hết rồi, như con tim của anh như vỡ tan. Âm thanh nó quán quen, đưa từ tay sang phím đàn. Anh đã không còn thấy em nở nụ cười, thấy ánh mắt rạng ngời, yeah. Oh no. Và thế là hết rồi, khi con tim của em như vỡ đôi. Hỏi sao em quá tồi, như không dám nói lên một lời. Em không ngờ thấy ánh mắt đôi môi, tay em trong cuộc đời. Mọi cảm xúc giờ đây theo gió cuốn trôi. Em sẽ như ai đang thay anh, yeah. Thì em mới đi một trong tay lên, yeah. Let's say bye bye nhau. Đừng quên đôi tay của em. Lại em đã thấy gì, anh không nghĩ là tụi mình cùng chỉ đáy thì ở người ấy là và tờ giấy màu, chẳng nhìn đến nhau cũng là vì người đến sau. Anh không phải là người tồi tệ, không phải chỉ đỡ bên em, anh không thích xem nô lệ. Bộ phim mà em đang đóng nó cũng chỉ là tạm thời. Em kể ra những lý do, anh im lặng như cạn lời. Rồi tới ngày em bảo em đi, em bỏ hết. Em như thợ săn nhưng em bắn con thỏ chết. Mỗi ngày anh đều phải nghĩ là làm cách nào để gần nhau, nhưng mà không, nó chỉ làm cho mình đau. Nhưng mà anh biết á, sẽ có những lúc mà không một lúc rồi thôi, rồi cả dây cột nút vào. Bước ra khỏi nhà chẳng suy nghĩ một chút nào. Cơn đau em đang gieo dắt, nó đã thấm từng tế bào. Và rồi mình thấy đã có những lúc mình say, chỉ ngồi lầm lì với trái đất thay suy nghĩ tới ai. Một dù là tình này say, người thì cả ngày vội xa. Một kể chuyện tình vừa qua nên không kêu vong nên nói điều gì. Và rồi mình thấy đã có những lúc mình say, chỉ ngồi lầm lì với trái đất thay suy nghĩ tới ai. Một dù là tình này say, người thì cả ngày vội xa. Một kể chuyện tình vừa qua nên không kêu vong nên nói làm gì. Và ta từng khóc nhiều lần cho đến khi trái tim dập tắt, là khi anh biết mình đần. Điều cần thiết ở mặt hiện tại là học cách quên một người, muốn được đến đó thêm một lần cuối cho hai đứa ta từng dần. Anh sẽ chọn cách thua cuộc chứ không cần đến chiến thắng. Muốn quên được em thật khó như có vết thương ở trong vết băng. Ta cũng ước mọi chuyện em đẹp và trôi nhanh đi vào trong dị vãng. Điều anh muốn là quên sạch hết ký ức vui buồn của ta kỹ càng. You know I say I want to forget you faster, and I will not meet you so anymore. Có những cảm xúc của anh không nói, không phải là không muốn kể cho em nghe, mà cũng chỉ là anh không muốn ta và em cãi nhau khi đêm về. Oh, ta nghĩ về nhau thật là nhiều ngày. Oh, và ta yêu nhau cũng vì điều này. Oh, nghĩ về nhau thật là nhiều ngày, và ta yêu nhau thì cũng chỉ vì là điều này. Oh no, tại vì mình có nhau. Oh no. Yeah.